Thằng nào giống nhau à? Tao đưa coi coi. Rồi ok. Anh em mình hả? Rồi thì hôm nay mình nói chuyện về chút xíu về tình hình nước Mỹ rồi lan man liên miên, thì mạnh nào muốn nói gì thì nói, ok. Ok. Vì là sẵn nghe nói hôm nay là ngày sinh nhật của Bác Hồ cho nên Đúng rồi anh. đúng rồi, cho nên vì đó thôi mình cũng happy birthday của À, Bác đúng Hồ. rồi Bác Hồ, thế thôi rồi ok, vậy thôi đơn giản vậy thôi, không có gì Vậy cả. thôi, mình Rồi rồi bây giờ Phượng nói trước đi, sao? Phượng nói trước đi. Ok. À, đầu tiên là thế này, mình à, anh nói chuyện Bác Hồ đó thì bây giờ mình nói thêm cái. Anh biết không, cơ hội đó mình có mua được. Mình phải khoe, cái dạo này mình như người lớn, mình hơi chút mình khoe. Cái hồi mà năm bây giờ mình nhân 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 dịp nhân nhân dịp câu chuyện Happy Birthday Bác Hồ này thì năm năm 2001 mình có mua một cuốn sách này, mấy cuốn sách dày khổng lồ, cuốn sách của cái ông mà ông giáo sư của ông cha Mỹ cha William Ducker viết năm hai viết đó thì viết về cuộc đời Bác Hồ, cha viết bao nhiêu dày bao nhiêu đấy chữ này, viết mà không có chuyện gì hết, chuyện cuộc đời Bác Hồ thôi từ hồi nhỏ Cũng đến đó, khi cũng đó mua đâu lâu rồi mua Mỹ mà sách Mỹ à, sách Mỹ à, mua Amazon mà được không? dư sức Amazon bây giờ phải còn chứ. À, anh mình có để trên cái page của mình đấy, Hồ Chí Minh Rồi à, của ông William Ducker thì cứ làm như là nó rồi nó thành cái thói quen đấy, nó cứ từ cái chừng giờ này đó mình coi trên mạng xã hội mình thấy gì các bạn gì dở ra đọc một khúc chú cha mà cái thật á, để mình nói anh nghe nè, mình càng đọc về 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 bác á, mình càng tìm hiểu về mà về 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 những người khác họ nói về bác, những người Mỹ này, những người người Pháp này, đặc biệt là mấy ông Tây, Tây thì biết về bác rất nhiều, rồi người Mỹ, mà đặc biệt là những người Việt Nam, những người Việt Nam ở Việt Nam mình, mà những người mà họ đi làm việc với bác từ hồi nào đến giờ thì thật ra công nhận lắm, bác tội nghiệp, bác rất là dễ thương, bác giản dị đúng không, bác không có hoang phí. Một câu chuyện mà tôi đọc lại cái tôi mới kể lại, người ta mới nói lại mà cái chuyện đó là thật đó, là ít có ai nghĩ, mình thấy đọc mình đọc nó mình mới thấy thương. Cái cơ hội đó năm 1945 đây, hồi đó là mình bị nạn đói người Bắc mà. Tôi nghe ông cụ và cụ cho nói mà. Thế thì lúc đó là bác đại khái là đấy năm 45 thì mình về mình lập cách mạng mùa thu đó anh. Đấy thì mùa cách mạng tháng 8 á, đại khái vậy đó thì người ta mình phải cứu đói. Thế thì lúc đó là bác đã lãnh đạo quốc ăn cơm chung rồi thì bác bảo là bác ra cái yêu cầu là cứ một tuần đó thì một tất cả mọi người ngày chọn một ngày hôm đó ăn một bữa thôi, tức là chẳng hạn như ăn bữa trưa hay bữa tối thôi, còn để dành một bữa góp vô cái hũ gạo, đại khái vậy cứu đói. Anh thì hay quá, còn tôi thì cái với anh đối về Bác Hồ thì tôi rất là mù mờ, bởi vì tôi không có đi sâu, bởi tôi không có biết gì hết Đúng anh ơi, khổ vậy. Tôi biết tên thôi chứ thực chất là cái tiểu sử rồi đường đi làm việc tôi rất ư là dở, là bởi vì tôi không có theo dõi. Thì qua bên đây á, thì bắt đầu mình mới ngồi Đúng. Đúng. mình trêu tập lên những cái Google rồi những cái Đúng. mà nó chỉ có chút thôi, nó không có Đúng, kết đúng, nối đúng. thành Đúng, cái mình đúng. chỉ hiểu thôi chứ mình không thể nào mình biết được cái gì cả, Anh bởi vì nói rất đúng rồi. mình không phải là người bên phía bên cộng người bên cộng sản, thật ra mình Đúng không biết rồi. cái gì hết á, nó thẳng là Đúng, vậy. đúng. Thì Mình nghe qua vậy, đây vậy. nghe rồi mình nghe đây kiên Ừ, trúc rồi tôi mới đúng, góp nhặt lại thôi, chứ thực chất tôi đúng. hoàn toàn tôi không biết gì cả. Anh Đúng. giỏi hơn tôi, anh được cuốn sách, anh ngồi anh tư liệu, tôi về sau này tôi về tôi mới thấy thực chất á, tôi là dốt đặt cái vấn đề đó. Cái điều quan trọng mà mình lên tiếng nói đây là mình, tôi đó là một người lính 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 trận, mình chỉ mong muốn cái điều quan trọng nhất của cuộc đời của tôi nghĩa là chấm dứt chiến tranh, chấm dứt súng đạn, ngoài ra tôi không cần biết gì hết, anh hiểu tôi nói không? Đó, tôi không cần biết ông kia, bởi vì sau này mà giải phóng xong rồi nghe, tôi cũng không biết ông Bác Hồ là ai, Anh mẹ ơi, không biết gì hết, rõ ràng. để anh nói nghe nè,
anh ở trong Nam, tôi ở trong Nam, anh không biết cái gì thì tôi cũng như vậy thôi chứ đâu có đâu gì đâu. Tại vì xã hội nó đưa cho mình nó chỉ có bao nhiêu đó thôi mà. Đúng rồi, mới vậy thôi. Cho nên vì đó ra sau này, ngay bây giờ đây nè, tôi chỉ mới biết chút chút thôi, chút chút thôi, chút chút thôi chứ tôi không có biết cái gì hết trơn. Tôi hẳn vậy đó. Còn còn đúng rồi, mà cái chủ nghĩa giờ không biết là càng không biết hơn nữa. Chị có thấy là đất nước mình tự nhiên ấm no hạnh phúc mà người mọi người dân đều sung túc tự nhiên mình mừng thôi đó không đó, đó thì không ngoài ra tôi đâu có biết con mẹ gì đúng, đúng rồi. Đừng bởi tôi đã đừng bao giờ hỏi tao về cộng sản cái gì tao không biết gì hết. Tao chỉ biết là ở Việt Nam tao bây giờ là đủ quá là số 1 thế thôi đó không đó mà nói chuyện tao đi tao không biết gì hết đó. Để nói nghe là thì anh không biết sao mình cũng không biết gì đâu, không biết đâu khác gì đâu, khác gì đâu, đúng rồi, đâu chỉ có qua bên này á mình chỉ mình tất cả những điều mình biết về Việt Nam, về chiến tranh Việt Nam hay là về Bắc đại khái chẳng hạn như ngày hôm nay ngày Bắc Hồ thì là mình biết từ đây là đúng từ Mỹ ra là ở trong trường của Mỹ mình ra mình ông biết không thì đó mình nói là những cái câu chuyện này nghe nó cũng khúc một đoạn này đúng rồi thì nó mình cũng nhìn thấy mình hiểu vậy nhưng mà vậy mình thôi không hiểu là sao không, mình không mình cái là mình không không hiểu chuyện cái chi tiết phải không chỉ cái chút này cái chút kia chút đầu chút giữa chút đuôi nè vậy mình nói chung lúng tung bén đúng rồi thành ra mình không, chuyện... mình có cái khái niệm bắt Hồ rồi tôi là con người hay thắc mắc bởi vì tôi nói cái vụ đó tụi nó mới hay chính tụi nó mới làm cho tôi tìm hiểu nó cứ chửi hoài rồi ra mình mới nói là mình mới đi tôi mới sưu tra trên Google tôi mới nói những cái tên đường nào mà có tên của bác vào đó thì nó đưa ra 20 nước đúng cha, rồi ui cha nó chết mẹ rồi đúng rồi vậy đúng rồi rồi là Angola nào Pháp nào đúng rồi đó ràng rồi thì đó mình nói ủa nếu như vậy thì ông này rõ ràng là một người vĩ nhân là bởi thường thường ở những ở bên châu Âu hoặc là châu Mỹ những cái người nào mà được vĩ nhân thì mới lên đại lộ hoặc là đúng rồi để, thế thôi thì đúng bác Hồ là một người mà thấy là rất ư là vĩ đại nhưng mà nói vậy thôi chứ tôi chưa hề tiểu sử tôi chưa biết mẹ bởi tôi đã nói rồi mà cứ lượm lặng chút đúng nghe em thấy nói mình không có là đại khái là tại vì mình nghe như vậy đó thành chữ đó mình không có hiểu là con đại khái con người của ông làm sao không hiểu làm, không hiểu không hiểu không hiểu là cái tầm nhìn của ông làm sao không biết thành chữ tôi may là bởi tôi nghe anh là tại vì cuốn sách này đó cuốn sách của ông William Ducker đây ông viết là bao nhiêu đây 678 trang trang không có biết gì hết chỉ cuộc đời của bác Hồ với Việt Nam dính líu Việt Nam rồi that's it no more no less không gì hết viết rất là kỹ chả người Mỹ viết rất là kỹ thì mình khoe với anh vậy thành chữ đó mình có một cái mình có một cái nhìn nó mình hiểu thêm đúng rồi mình hiểu thêm là thiệt anh có chứ. Anh có tư liệu anh còn hiểu thêm tôi chưa có tôi phải đi, tôi phải đi mua cuốn đó mới được ok mình vậy là ok hôm nay mình khoe anh gì mà rồi, ok chuyện lắm chuyện mình rồi mình đây rồi xong rồi thì bây giờ mình nói về chút xíu về vấn đề chính trị nước Mỹ đi có nghĩa là tôi đi coi những cái đài người Việt và những cái Andrea Channel là của con Lưu Lệ Ngọc với thằng Hoàng Viên rồi cái gì ta cái Kali Today là của thằng Nam đó thì nó mới giấy lên một cái điều quan trọng là trước đây thì cái sự mà coi như là ông cựu tổng thống của mình là ông Donald Trump hiện giờ đang vướng vào những cái rắc rối về pháp lý. Thứ nhất là thuế má nữa đó là như rất là vài chục vụ cái là một hai chục vụ vấn đề coi như vấn đề pháp lý nhưng mà trong đó nó mới nói lên một cái điều là còn ba vụ án mà trong nó tính cách là hình sự ở trong đó nó có một cái vụ án của ngày xúi dục biểu tình ngày chỗ ngày mà vô tấn công đấy thì trong những người mà luật sư bình luận trên cái đài đó thì nó nói là có thể là trong năm nay đưa Trump sẽ vào tù thì nó chỉ là tiên đoán vậy thôi mơ hồ lắm như bài đấy rồi thì mới nhất điểm thứ hai nữa là của một ông thống đốc tiểu bang Florida cái ông đó bị cũng về những cái chuyện mà rắc rối về vấn đề tình dục nè rồi giữa chỗ đủ thứ chuyện ra mà 36 tội lận thì bây giờ nó mới lôi ra ổng thì ổng khai thật ra thì được giảm tội gì đó thì giảm được bao nhiêu chục tội còn 6 tội đại hình trên vì đó ông nó có một tội không thể bỏ qua được là ông đi chơi một con nhỏ dưới tuổi vị thành niên mà không phải riêng một mình ông mà rất là nhiều người má thì rõ ràng cái thối sự thối nát anh nghĩ có nghĩa là anh thấy rõ ràng ở trong cái chính trường Mỹ bạn đề chính trị Mỹ anh thấy rõ ràng nó không khác hơn giống như một cái chợ chùm hổm và mình thấy đã không hiểu thì thôi ở ngoài thì tôi son trét phấn
nhưng mà thực chất ở trong nó tồi tệ mà nó xấu xa ghê gớm chưa? Có nghĩa là okay. không phải là một người bình thường, một người thống đốc tiểu bang, mà thống đốc tiểu bang biết ở bên Mỹ này nó gần gần giống như là một người chủ tịch nước, tổng bí thư vậy. Bởi vì nó coi cả bộ tiểu bang mà cái tiểu bang nó lớn hơn đất nước Việt Nam rất là nhiều. Nó bự lắm, quyền sinh sát trong tay ổng mà ghê gớm. Mà nó bị rồi, kể cả cái ông Donald Trump là cựu tổng thống mình cũng dính vào những cái đường đó, thấy rõ ràng không? Thì ý tôi muốn nói cái điều ra, khui ra cái điều đó để mình nói là phân biệt giữa cái xã hội Việt Nam và giữa xã hội Mỹ, đừng bao giờ so sánh khập khiễng. Ở đây mình mới nói cái điều đó bởi vì thường tôi nó hay dũa vào, đứa nói ông này là chủ ông hoặc là gì, những người cấp lãnh đạo Việt Nam rồi cái lén phén tình ái, nói chung là toàn là đặc điều không thôi. Nhưng mà ý tôi muốn nói cái điều này đi, khi tôi lên á, tôi nói cái điều này nào, là không có hàng nào qua Mỹ cả, kể cả cái chuyện xấu nó cũng qua, cũng không qua được. Thì đừng so sánh, bởi vì tụi bay không biết mà thôi, biết rồi chán lắm, nó thẳng vậy, đúng không? Thì thường thường nó hay bôi xấu rồi đó, kiểu từ bầu cử, từ lãnh đạo, nói chung là nó ghét là nó bôi xấu thôi. Mà mình đôi lúc tôi cũng ngầm nghĩ, tôi nói sao kia ta, mình cũng giao vàng máu đỏ, cũng người Việt Nam mà tại sao mày cũng vậy thôi, mày sáng tí mà nở lòng nào mà về trong đất nước của mình là mày đè mày rè đầu rồi mày chửi mày rủa mày biêu mày xấu mày làm đủ trò hết rồi mà phải chi có thì không nói làm gì. Ê, tôi muốn nói cái điều này là Phượng à, không bất đất nước nào trên thế giới nào mà không có tiêu cực cả, không có đất nước nào mà không có tiêu cực cả, thì Việt Nam cũng như là Mỹ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nếu mà so sánh á thì Việt Nam rất là tốt hơn rất là nhiều anh. Theo tôi nghĩ rất nhiều, bởi vì nó không có súng đạn nè, nó không có bắn giết nè, đó là nhiều điểm đó, không lẽ không chết người nè. Và tôi cảm thấy anh đã coi, tôi gửi cho anh cái clip mà của một cái con bà, người đàn bà ở thì về ở đâu không biết, nhưng mà cả một cái vấn đề, một cả trăm triệu dân đang chống dịch thì okay. Người ta cô lập lại, bà này xách xe ra rồi đi đó, anh có coi clip không? Chưa thấy một cái người dân nào mà đổi mà tự do đến mức độ mà tự do quá trớn như vậy. Anh thấy rõ ràng không? Mình ngồi chỉ cười thôi à, mình chỉ ngồi cười thôi chứ biết làm gì giờ. Không biết làm sao thôi, khổ ghê. Rồi anh giờ tiếp theo anh nói đi. Anh Cầm, nói mình nói anh nghe nè. Mình cái gia đình, mình có cái gia đình của mình, bây giờ mình có bà vợ, hai đứa con. Bây giờ nó có thêm hai đứa cháu nữa. Cháu ngoại nữa, là bây giờ nó có được là 8 thằng. Đó là mà mình nói nó thì khi tôi nói một câu, mỗi người nói một câu, có người nghe người không, có nói chuyện trong nhà tôi á, anh vô đích cái một tập thể cũng vậy, anh hiểu vậy một rồi. Nhưng mà có cái này cái tiêu cực ra thì cái tiêu cực á là nó xảy ra ở một những nơi khác nhau. Việt Nam nó có cái kiểu tiêu cực của Việt Nam, ông Mỹ ông có cái kiểu tiêu cực của ông ấy. Để tôi thưa với anh thế này nè, cái kiểu tiêu cực của Việt Nam á thì nói cho ngay, mình ở đây mình chỉ nghe thôi, mình cũng nhìn thấy, mình ok, cái đó mình thiệt. Tiêu cực của người Mỹ anh, mình nhìn khi sốt ruột chứ không phải không, cái nào nó dối không phải. Anh biết hôm tối ngày hôm qua tôi về đó, vợ tôi chẳng có ít coi tivi lắm anh, tối ngày hôm qua hai vợ chồng về vừa ăn cơm vừa coi tivi. Mà tôi đang ăn cơm anh, mà tôi coi tin tức hết á. Mà tôi coi đến cái đoạn mà cái DA ở loạt các thành phố ở tiểu bang North Carolina đó cha. Mà anh bắn chết cái thằng cha, cái ông Mỹ đen, có cha Mỹ đen đó, mà anh đến nhà cảnh sát, đến nhà rồi sơ có Warren đó, có cái lệnh truy nã đó, rồi anh bỏ anh chạy đi đó, mà anh bắn chết đó. Rồi cái DA đó họ nói là mấy cái người này bắn chết là đúng, không có ai bị truy tố gì cả. Đấy, từ khi mà mình nói cái chuyện chiều ngày hôm qua nó xảy ra trên TV. Thì đấy, hai vợ chồng mình ăn cơm, cái tôi mới nói vợ tôi là em mà, để anh nói em nghe nè, khi mà người ta chạy đấy em, để người ta chạy chứ không, nó tại sao người ta chạy, nó chạy là tại vì nó sợ. Thì ông biết nhà nó mà, ông đến nhà nó, ông bắt bây giờ nó chạy chứ. Rồi nó phải về nhà nó hay ra đi đâu thì giờ thì ông để cho nó chạy chứ, vì gì mà ông dí mà ông bắn, mà ông bắn với một viên đạn ngay từ đằng sau ra trước ngay có mà chi vậy không biết. Mà thế này này nè, mình không biết đó, thì mình coi như vậy đó, mình nói trời ơi, nó chạy để cho nó chạy một hai ngày nữa tàn nhẫn, một hai ngày nữa thì nó đói bụng rồi, nó phải đi về nó kiếm gì ăn. Tại mình đâu có việc gì mà phải dí đấy, tại vì khi mà một thằng nó chạy đấy, nếu mà nói như vậy, nếu cắt lời chứ nói anh này, anh nếu mà nói như vậy thì cái tư tưởng là cái tư tưởng của anh là tư tưởng Việt Nam mẹ nó rồi. Không, quay để mình nói nghe nè,
Thì khi mà một cái người nó chạy đó mà mình rượt theo đây thì con người mình lại nóng hơn. Có nên mày đã chạy rồi thì ta phải bắt cho mày bằng được, thành thử mình nóng hơn, thành thử đó mình mệt mà nó đã chạy rồi mình chạy theo rồi rượt nó, tim mình còn đập còn mạnh, còn rượt nó mà mình thành thử ra mà tôi nhớ ngày hôm qua tôi có nói là em mà ở ngoài mặt trận anh bằng khi mà bên kia nó bỏ chạy thì chắc mình để cho nó chạy hay là bắn vây nó bắt làm tù binh, cái việc gì mà mình dí bắn chết như vậy, anh bắn chết cái thằng chạy Alan, quên mất tên là Brown à, bắn một viên đạn vào sau lưng trước cha từ cái cổ mà thế này này nè, rồi cũng ngày hôm qua tôi coi TV ở đất Mỹ này, thì cái ông chủ tịch của hạ nghị viện mà phía Cộng hòa đấy, cha đó là dân biểu của California, quên mất tên là Mỹ trắng, quên mất tên, thì cho nói là ok bây giờ nhà nước điều tra, chính phủ Hoa Kỳ điều tra cái vụ nổi loạn 601 ngày 6 tháng 1, có quyền điều tra, nhưng mà phải điều tra đằng sau đó coi là cái thằng Black Lives Matter nó làm sao, nó có dính líu ở trong đó không, rồi sau tại sao nó lại có cái thằng Black Lives Matter ở đó, tức là nó đòi như vậy đó cha. Mà tôi nó nói thì mình nói thêm, tại vì nó nói chuyện Black Lives Matter nè, anh nói cái chuyện 6 tháng 1 rồi tôi mới nhớ đó, thì thằng đá nó đòi như vậy, thì là bây giờ ngày hôm qua mà bên North Carolina đó cha, mà ông DA mà người da trắng như vậy mà nói là mấy ông Mỹ cảnh sát này bắn thằng cha này mà vô tội không có sao cả đó, thì là người Mỹ men tôi biết là họ rất là tức giận chứ phải không? Tại vì cái này nó chạy mà chứ đâu phải nó chống cự mình, anh. Nó chống cự mình thì mình có mà trên nguyên tắc về luật pháp khi người ta chạy là không được quyền bắn. Người ta chạy mà anh. Đúng rồi, nhưng mà nó bắn thì bây giờ nhưng mà bây giờ tôi nói nó bắn rồi thôi chứ anh nghĩ coi từ xưa tới bây giờ thì luật pháp nước Mỹ và mấy cảnh sát da trắng mà nó kỳ thị thì làm sao giờ mà đúng. Ơi trời ơi. Không anh, nhưng mà cái chuyện là nó dính đến cái ông chủ tịch đảng hạ nghị viện của đảng bên đảng Cộng hòa đấy cha. Cái cha đó là bồ, rất bồ với ông Trump. Thì cho biểu là bây giờ nếu mà điều tra ngày cái chuyện mà biểu tình tấn công điện Capitol đó thì phải điều tra thêm cái thằng Black Lives Matter của nó làm sao. Mới nói buổi sáng vậy, buổi chiều thằng này nó tha bổng với cái này cha. Tôi hỏi ông chứ là bây giờ nếu mà cái người Mỹ đen mà ở bên North Carolina mà hay là của nước Mỹ mà nó nổi điên lên, họ nổi dậy họ chống cái việc này thì anh thấy là câu chuyện như thế nào cha? Tại vì hồi sáng ông mới nói vậy, cái buổi chiều nó có cái chuyện này. Nói nhẹ nhẹ như vậy thôi giờ mình dừng đây. Đúng rồi, nói nhiều không, mình kết ngắt xíu. Tức là nói như vậy thì để các người ở trong cái diễn đàn này hiểu rằng cái chính trị nước Mỹ và cái chính quyền nước Mỹ nó là như vậy. Mà thấy chưa? Nó vẫn dàn xếp và nó cho, vẫn nếu nó thích là nó cho qua luôn. Đại khái nó như vậy thì hỏi cái nhân quyền của người nằm ở đâu? Thấy chưa? Thôi ok, cái đây mình nói, mình ở Mỹ mình nói những cái chuyện này nó sâu quá cũng được, vậy thôi. Không, ok. Đúng rồi. Ok. À, mình tới chút xíu nữa của cái thằng luật sư Trần Văn Đài, luật sư Dỗm Trần Văn Đài. Nó xúi con người ta là không thấy, không tin, không đi bầu. À, ok. Đấy thì... Chơi ngu. Có nghĩa là nó là luật sư mà nó không hiểu về luật cả. Ở nước Mỹ này, tôi và anh có quyền không đi bầu. Nhưng mà anh đi xúi người ta không bầu là anh ở tù chắc. Chết mẹ mày, nào. Đấy, thì nói như vậy để mà hiểu rằng tụi này nó không hiểu gì cả. Anh ở một cái nước phương Tây, anh có luật mà anh không tham hiểu và mang tiếng là luật sư mới là kỳ chứ. Nó nói thiệt, với anh thì khổ nhiều cái. Bây giờ tôi nói thiệt, nó suối mình đi suối dạy. Và tôi nói cho anh nghe là cái mới đọc một cái thông báo của cái ông Bộ trưởng Công an là ông Tô Lâm. Ok. Thì ông mới nói một câu như vậy là tất cả các thế lực thù địch ở nước ngoài đang muốn phá hoại cái bầu cử ở Việt Nam. Nhưng mà quên đi, bởi vì được quên đi là bởi vì Việt Nam không bao giờ khuất phục và Việt Nam vẫn bầu cử thành công. Thế nào cũng chưa tới đó, thì anh có muốn bổ sung gì xem anh bổ lúc đi rồi. Ok anh, ông Nguyễn Văn Đài tôi có gặp ông một lần hồi khi ông rẽ như này, ông đó là lúc đó là chỉ sinh viên thôi, kêu luật sư vậy thôi. Tôi gặp ông, tôi không muốn gặp nhưng mà người ta cứ bắt tôi, người ta cứ nhờ tôi gặp mãi thì thử ra tôi phải gặp như vậy. Tôi mới biết bây giờ là ông Bến Đức. Thì thế này anh Trang à? Cái chuyện này nó xảy ra từ lâu rồi. Tức là cái chuyện mà xúi người ta chơi ngu.
để mà rồi cho nó bị chơi ngu thì cho nó bị vấn đề, rồi cái mình làm một chuyện gì sau đó là cái chuyện của mình. Thì cái chuyện mà ông Nguyễn Văn Đài này ông xúi người ta chơi ngu đấy, thì là không, ông không phải là thằng nó phát giác ra, thằng tìm ra cái chuyện này, thằng tìm ra bày ra cho cái người Việt Nam, cái thằng mà nó bày ra cái trò chơi ngu mà cho mấy ông Việt kiều ở ngoài này mà làm ấy, như bên Đức rồi bên, đặc biệt là bên Đức rồi bên Úc rồi bên Việt Nam, bên Hoa Kỳ này, là anh biết là cái thằng cha nào nó bày ra đầu tiên không anh? Thằng Việt Tân nó bày ra đầu tiên anh à? À, nó bày là người ta chơi ngu, nó nắm đấy rồi để nó gây thế lực cho nó. Thì ông Nguyễn Văn Đài này, ông Nguyễn Văn Đài này bây giờ ông ở Đức rồi, thì ông là ông nói gì ông nói, mà Việt Nam chuyện thế này nó nói gì kệ đấy chứ. Nhưng mà thế này này, nó nói là để nó nói vậy cho anh nghe, mà nó nói vậy tôi nghe anh à, nó nói cho mấy thằng Việt Nam, mấy ông Việt Nam nghe, đúng rồi, 100 triệu người Việt Nam, tôi biết nhưng là sẽ có những thằng điên, lúc đó có những thằng điên nghe lời trò, nó bày trò chơi ngu. Ông biết không, ông bày trò, ông mình ở đất Mỹ này, người ta bày trò chơi ra, người ta bán, người ta lấy tiền. Có những cái trò chơi mà rất là thích thú cho trẻ con, là nó chơi cái trò chơi đó, cái đầu óc nó nở ra, nó thông minh ra, nó lớn ra. Có những trò chơi nó bày ra đây mà nó bày ra, nó cho người ta chơi, mà nó càng chơi thì nó càng ngu, nó trò chơi ngu anh. Trò chơi ngu là tôi nhìn thấy, là cuộc đời tôi nhìn thấy mấy ông Việt Tân này, ông bày ra đấy ở đất San Diego này, đầu tiên nó bày San Diego, và sau đó nó mới lên trên San Jose chỗ này chỗ kia, rồi mới lan tỏa ra tất cả mọi nơi. Trò chơi ngu anh à, ông ấy bắt này là ông chơi ngu, ông chỉ bày ra thôi, chứ còn ở bên Đức ông không thành dám bao giờ ông dám chơi cái trò chơi này. Ông suối Việt Nam thôi, ông không, ông có, dám không có dám làm thôi. Mà ông suối mấy thằng khác làm là tại vì sao? Tại vì ông biết là cái trò chơi đó là trò chơi ngu. Mà xã hội mà anh, có người này, có thằng khôn, có người khôn anh, có người ngu, có người tiêu cực anh, có người nhưng tích mà... cực thì sao phải có những người tiêu cực, ok anh mình đúng. Nhưng mà cái ông Mỹ Văn Đài này hoặc là thằng này chắc nó nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà thôi kia. Đúng rồi, đúng, nó có cái tư tưởng nó chống phá Việt Nam mà rất là nhiều năm chứ không phải mới đây. Đúng rồi anh, đúng rồi, cái việc của nó, cuộc đời của nó, lý tưởng của nó là như vậy. Mà con người nó chưa bao giờ nó làm được đồng bạc nào bao giờ, nó chưa bao giờ nó đóng góp được cái gì, mà bao giờ nó chỉ đòi hỏi thôi, đòi hỏi không được nó phá đâu. Như là thằng con nít đi làm vạ đây, tức là đi bắt vạ bố mẹ hay là anh chị nó đứng nít nó ăn vạ đấy, mình kêu là ăn vạ là gì đây. Cái thằng này nó không có làm gì cả, cả ngày đi ăn vạ. Thì ăn vạ thì ăn vạ ấy giờ. Thì không dám ăn vạ chính phủ ở bên Đức. Sẵn đây thì anh cũng nói cho người dân Việt Nam ở trong nước hiểu đi. Đấy. Ông này là ông bày trò chơi ngu. Ông không dám chơi, nhưng mà ông bày cho anh khác chơi. Bày cho anh khác chơi chi đặng, đúng rồi, đặng khi mà nó bị nó có vấn đề với cái này nó. Đấy, nhân viên của tôi những cái điều tôi nói mà cái ông này ông làm theo, mà bây giờ ông bị ở tù, ông có làm, ông có người ông rất là hòa bình, đi chỉ tranh đấu thôi, tự nói chuyện như vậy thôi. Cái thằng này lấy ra, nó muốn tạo, nó muốn biến nó thành lãnh tụ. Cái ông này là ông muốn biến thành một lãnh tụ của một lãnh tụ ở Đức hay là, thưa anh, cái lãnh tụ đó là ở bên này là San Diego mình á, tôi đưa mình nói là mẹ kêu mà đi uống cà phê mà nó free đấy, có chỉ thở ra thôi là nó đến đầy, nó thiệt anh á. Nguyễn Văn Đài mà bây giờ lại tự phong rồi tự đủ thứ trên trời mệt lắm. Mình á, đây nè, mình muốn đòi hỏi cái gì đó thì đầu tiên là mình phải đóng góp. Mình không có đóng góp thì căn bản là mình không có được đòi hỏi cái gì cả. Đúng, những rồi. Trò chơi của ông Nguyễn Văn Đài ông bày ra, ông không bao giờ ông dám chơi ở Đức, mà ông lại bảo mấy ông Việt Nam ở trong Việt Nam chơi. Ông nó nói đã ngu rồi, thằng Việt Nam mà nó theo lời nó ngu nữa mà làm theo là còn ngu hơn ông này. Mình xin lỗi, mình phải xài xài ngu, ok mình ngừng đây. À, tôi cũng sẵn đây trong cái live này thì sẵn ông bạn già tôi thì tôi đại diện cho ông luôn. Bây giờ xin thưa với là tất cả mọi người dân ở trong nước nha, có nghĩa là đừng nghe những lời mà của hàng Nguyễn Văn Đài nói, tất cả mọi người nên ủng hộ và đi bầu cho thật
Đông và tất cả mọi người rõ ràng điều đó, nghe lời nó là ở tù đã nghe, đó là luật quốc tế chứ không phải riêng riêng về Việt Nam đâu. Anh có quyền không đi bầu nhưng mà anh xúi người ta, tức nghĩa là anh ở tù mọt gông, mà nó không dám xúi ở bên Đức, nó chỉ xúi ở Việt Nam thôi. Đúng những rồi. Người Việt Nam nào mà nghe lời nó là ở tù ấy, nghe chưa? Và tôi chỉ khuyến cáo là tất cả mọi người dân đừng nên nghe lời cái thằng khốn nạn này. Ok, chúng ta chuyển đề tài đi. Ok, rồi còn gì nữa ta? Anh có nhớ hôm qua tôi nói anh ghi giấy thì anh có nói vụ gì? À, cái vụ mà tự nhiên đùng một cái ngày hôm qua thì tự nhiên cái dòng nửa dòng trái đất TV nó mới tuyên bố với một thằng bên The Voice là của thằng Trịnh Hội. Tất nhiên là cái vụ mà nó không còn ủng hộ cho cái chuyện mà coi như là gì xã hội dân sự, giả hội xã hội dân sự của Việt Nam nữa. Nhưng mà nó ngu có chỗ này, cái xã hội dân sự của Việt Nam mình nó có đã từ lâu rồi chứ nó không phải mới đây. Theo tôi định nghĩa là xã hội dân sự gì, có nghĩa là khi một nhóm người ủng hộ người này hoặc là người kia đã gọi là xã hội dân sự rồi, cái không cần gì cả. Nói một cách nôm na đi, ngay bây giờ nè, hình như ở trong nước hình như nó đang có một cái sự lộn xộn về giữa một cái chủ CEO của là bà Nguyễn Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên gì đó, thì hai bên lập nhiều cái nhóm, anh hiểu không? Nhóm ủng hộ, nhóm thì không ủng hộ được ấy. Nhóm là gì? Nhóm đó chính là xã hội dân sự chứ còn con mẹ gì nữa, đúng không? Thì đúng, cái đó có từ lâu rồi chứ không phải mới đây, không phải chuyện này mới moi ra, nhưng mà hầu như cách đây vài chục năm đã có rồi, bình thường quá. Và tôi nói cho anh nghe thì giờ nó muốn quậy cái xã hội Việt Nam mình để cho nó biến động, có nghĩa là cái xã hội Việt Nam mình để biến động, nhóm này nhóm kia chửi bới lẫn nhau làm rối đi trong cái trong cái ngày mà bầu cử nó muốn quậy lên để thì tự nhiên cái thằng này nó lên nó phát ngôn cái gì nó không xài cái đó nữa. Anh nghĩ anh coi vậy, thực này là cái gì mà ném đá giấu tay nè. Đúng, ném đá tay có nghĩa là gì? Hiện giờ trong đất nước Việt Nam mình rất là nhiều, nó lợi dụng cái gì ra đã làm tùm beng lên, tức là nó làm thổi phồng lên đủ rồi để nó làm xáo trộn của cái xã hội trong nước bầu cử. Nhưng mà yên tâm đi, cái chuyện đó nó không qua mắt được người Việt Nam đâu, và giữa người mà lãnh đạo Việt Nam cũng đã biết trước hết trơn rồi, rồi chuyện nó bực bực rồi đó. Thành ra bây giờ nó có nhiều cái buồn cười là tại làm sao mày không nói cái chuyện đó năm sau hoặc năm tới hoặc là tháng trước hoặc tháng sau, mà tại thời điểm này mày nói là phải mày ngu như con bò không, mấy chuyện mệt quá. Thành ra được khổ ghê anh. Rồi anh nói đi. Đúng. Đúng rồi đấy, cứ mỗi năm nó làm như cái giờ này là nó sùm lên anh. Cái mùa này nè. Cái chuyện là đầu tiên tôi nhớ là năm 2013 đây. Tôi về Việt Nam rồi tôi đi ra Trường Sa, rồi đến năm 2000 năm kế 2014 thì cũng mùa này nè. Tháng 5 này. Việt Nam mình ầm lên cái chuyện mà ông người Tàu họ kéo cái giàn khoan HD 981 đã chính thức một đấy đến nạn đó là năm 2014 này, tại tôi nhớ cái năm đó là ầm lên. Rồi sau đó là cứ đến cái mùa này, mùa tháng 4, tháng 5 này đó là nó cũng ầm lên. Hình như thấy làm những cái điệp khúc đó. Cái năm nào tới cái tháng này cũng bị hết trơn á. Đúng rồi. Có vậy. Tháng 5 hoa phượng đỏ ở Hải Phòng gì đó, hôm qua thấy đã đắt đó, nó phỏng vấn mấy cái người tìm cà phê nói chuyện cà phê đó. Nó cũng lọt. Nhưng mà lần này như vậy thì cũng chỉ cãi nhau thôi, như vậy cũng được ấy. Bởi vậy đó thì trong cái không khí mà nhộn nhịp mà sùm mà la làng đó, thì có cái ông Nguyễn Văn Đài này, ông ở ngoài ông chĩa vô cái gì đó không đi bầu đó, thì đại khái nó lúc nó đang sùm lên thì nó chĩa vô một câu, thì có lâu có nào nó nghe là bắt chước làm đại khái cho nó sùm lên. Mà tôi nghĩ là nhà nước Việt Nam mình coi mấy cái trò này kia mà trò chọc quấy thì không có đáng, không quan trọng gì đó, mà đúng, quan trọng gì và họ đúng. Coi họ cười mũi thôi, chuyện bình thường. Và cái chuyện này đó họ hiểu mà họ hiểu chứ đâu đơn giản gì đâu, khổ quá. Bởi vậy mình ở ngoài này, mình ở ngoài này đó thì mình sống theo cái hệ thống chính trị ở ngoài này, thì còn hệ thống chính trị ngoài này mình cũng không hiểu gì cả, mình nó nói gì mình nghe như vậy. Ở ngoài này mình đã không biết rồi, trong Việt Nam mình còn là không biết nhiều hơn đó. Thành thử ra là cái người Việt kiều mình bên này cũng vậy thôi, cái người Việt kiều mình rồi bị mấy ông Việt Tân ông nắm cái truyền thông, căn bản là truyền thông anh, radio báo chí rồi đó, bây giờ là hư hết rồi, đâu có ai nói được cái điều gì đâu.
Thế rồi anh em mình cứ tự suy từ biên từ diễn ra, thấy tội nghiệp lắm anh. Ừ, ok anh, rồi anh còn vấn đề gì nói nữa không? À, có chuyện gì ở Việt Nam? Ồ, Việt Nam anh. Anh biết không, ngày hôm qua đó, tôi có cô em của tôi, cô cho tôi một bao gạo Sóc Trăng, ngon nhất thế giới. Mình để trên cái T25 gì đó. Đại khái vậy anh. Mà tôi nói là tại vì có nồi cơm tôi vẫn còn thì chưa... nó có nóng ruột, nó hỏi, nó gọi qua, nó bảo anh nấu chưa, là ăn có ngon lắm ra sao. Mà tại vì cái nồi cơm mình á, mình nấu hôm nay nó vẫn còn đi nguyên, mình nấu ăn, nên nó bây giờ không biết sao giờ. Chắc phải mở ra nấu, nấu gạo Sóc Trăng. Coi có làm sao, rồi phải nói cho nó nghe chứ. Ờ, vậy hả? Cái nghe nói cái gạo là ngon nhất thế giới luôn á. Nhưng mà nghe đúng nói rồi. Mỹ, cái tụi Mỹ này là cái tụi doanh nghiệp Mỹ này bắt đầu nó chiếm quyền. Tức là nó lấy cái đó, mình đang thưa, đang lấy lại sao? Có nghe nói đó. Anh nhớ cái vụ mà nước mắm Phú Quốc không? Nước mắm đó. Đúng. Tụi Thái Lan từ cái ngày xưa là ngày cây mới vừa giải phóng xong thì nó còn chập choạng. Và tôi nói đúng rồi. Vậy là giống như con vịt què là mà đi không có được, hơi đi không nổi. Thì lúc đó là chỉ lo trong nội bộ và để cái cơm cơm thôi, thì lúc đó thì tụi nó thừa nước đục thả câu, nó mới lấy nó chiếm quyền bảo quyền. Hiểu bây giờ nghe nó muốn lấy lại cái thương hiệu nước mắm đó, nghe nó vài chục triệu đô đó không. Yep. Thì ra bây giờ cái lần này là cái lần gạo này là hình như Việt Nam vẫn không bỏ qua, hiện giờ đang thưa kiện đó, không biết làm sao đó. Hy vọng là Việt Nam mình lấy lại bảo vệ cái đó, đã bị một vụ nước mắm Phú Quốc rồi thì đó. Thì không biết coi như không biết là có nên lấy lại cái nước mắm Phú Quốc không, bởi vì nước mắm mà mình người sản xuất của Việt Nam mà Thái Lan nó làm mà nó tiếm quyền mà nó lấy cái tên đó thì để nói giá nó bị... đúng rồi, chạy nói về đúng rồi này. Trước khi mà có Thái Lan thì nó bên Hồng Kông để nói nhà tất cả một thời gian đầu tiên tất cả mọi thứ gì tôi ăn của Việt Nam thì đều là made in Hồng Kông cả, mà chẳng là sao tôi ngồi tôi nói chứ mẹ Hồng Kông nó chặt như vậy, đất nó không có mà ở mà chỗ đâu mà làm nước mắm. Đúng rồi, Hồng Kông với Thái Lan đại khái là vậy. Tại vì họ xuất khẩu qua trước rồi. Đúng rồi. Thế là mình xuất khẩu theo cái đường của nó, mình tin tưởng bây giờ, mình tin tưởng lúc này mà kia này mình tin tưởng là bởi vì Việt Nam mình đã cái kinh tế phát triển rồi, mới các doanh nghiệp trong nước đang nở rộng ra, đang xuất khẩu ào ạt ở qua Mỹ. Thấy rõ ràng bây giờ Derek Phạm đó nó cũng nói mà Việt Nam hiện giờ, thì thằng Đỗ Dũng nó cũng nói Việt Nam hiện giờ đang xuất khẩu ào ạt là đứng thứ nhì sau Trung Quốc đó. Ghê gớm. Thứ sáu anh, đừng thứ sáu à, thứ sáu mình hồi sáng mình nghe lại thế giới, thứ sáu tôi nhớ mấy thằng đầu nè, đầu của Trung Quốc thằng kế là thằng Mễ, kế là thằng Mễ, thì thứ năm mình không biết thằng nào, nhưng mà thằng số sáu là thằng Việt Nam, thằng số bảy số tám thì thằng Đại Hàn, Trung Quốc Đại Hàn là nó chỉ số bảy số tám Việt Nam, mình hơn Pháp, mình thua Pháp một chút, áo quần thì mình hơn Pháp, mình tôm biết thằng nó sao. Thằng số 1, số 2 tôi biết, thằng số 3, số 4 không nghe. Đến số 3, số 4, số 5 mình cứ nghe thằng Đại Hàn nó ở phía thứ 7, thứ 8. Mình ngon, tự nhiên ngon ghế mà nói chứ. Đây là cái bộ bàn ghế của tôi đang ngồi, nên là bộ bàn ghế tôi mua hôm qua tôi ngồi tôi quay lại đó. Ngồi tôi quay về dưới này, nó quay ngày anh, mua năm 2010. Từ Việt Nam này, bộ bàn ghế đó. Từ Việt Nam này, bộ bàn ghế của tôi ngồi á, tôi chỉ cho coi. Đồ Việt Nam thử ghế, tôi coi thử cái này coi. Việt Nam không? Cái này trên này. Đây bộ bàn ghế Việt Nam. Bàn ghế Việt Nam. Bàn ghế Việt Nam này. Nè, bàn ghế Việt Nam. Ở dưới đó, ở dưới họ có cái nhãn hiệu. Họ mà hôm qua tôi nghe cái vụ xuất khẩu á, cái tôi mới cô quay lại bộ bàn ghế của tôi. Là hôm nọ tại vì Đà Lạt nó có cái chương trình về furniture đấy. Việt Nam furniture là đâu hạng nhất hạng nhì gì đó. Vậy hả? Yeah, thành thử đó tôi mới quay lại. Quá đã, tôi phải coi lại mới được. Tôi quay lại bộ bàn ghế của tôi. Bộ bàn ghế của tôi là cái tủ năm 2010. Cái tủ thờ của tôi là Việt Nam chính xác rồi, nhưng mà giờ tôi còn xài nhiều đồ gỗ quá. Như là chạy TV để tôi coi xem phải Việt Nam không. Đồ của tôi đó, tôi mua 2010 là khi mà mua về thì mình mới biết Việt Nam, chứ còn hồi đó vợ mình mua mà chứ mình cũng không có mua đâu hay làm sao, mình quên rồi, lâu quá rồi mình quên. Nhưng mà anyway, đồ Việt Nam mình bây giờ qua vấn đề rất nhiều anh. Mình rất là nhiều, nhiều khi mình mua mà không biết. Đúng, trời ơi, tao nói nghe là mua mà nhiều khi đâu có muốn xài nữa đâu, đâu có cần đâu mà cứ mua về gặp Việt Nam mà mua. Đúng rồi. Giờ tôi không dám đi chợ nữa rồi đó. Tôi là Việt Nam mà tôi mua. Việt Nam mình cái điểm mạnh của nó là như là sơn mài.
sơn mài đồ chơi, đó là đồ chơi. Không, sơn đồ... không là sơn mài, sơn mài là đồ chơi, sơn mài như là bộ bàn ghế mà sơn mài. Đúng đúng. Đấy. Okay. Dạ, dạ, thật ra tôi có một bộ bàn ghế sơn mài mà tôi không biết phải gì làm để hồi tôi tím rồi phải gì không? Dưới vậy đó hả? Ừ, trời ơi, đấy nè, trước mặt tôi là có bộ ghế sơn mài mà, rồi tôi nói cho nghe nè, thấy chưa? Cái ghế là tôi đang đem lên mà tôi tại vì đang nói chuyện, thấy chưa? Sơn mài thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi. Nặng lắm ông ơi, mà tôi không biết phải ai nói bằng gỗ mà. Ok, hiểu rồi. Tôi không biết, để hồi tôi ngồi tôi coi, tôi coi bởi vậy. Ok. Đó, thì đó là rồi. Cái gì nữa? Ok, chuyện Việt Nam bây giờ là Yên Bình. À, anh biết không? Nhưng mà mình mà nói chút xíu vấn đề dịch bệnh đi, dịch bệnh Việt Nam hiện giờ đang tăng. Nó đang tăng thì sẵn cái và cái dịch bệnh bên Mỹ thì hiện giờ đang chững lại và đang gần như là bà tổng thống ông Joe Biden ông đó đang chiến thắng. Chiến thắng có nghĩa okay. Đây là đã chặn đứng được cái nguồn bệnh này rồi. Thì yeah. Ngược lại trong Việt Nam mình thì có đang bùng phát ở đây, nó có những người đó giống như chuyên nhảy tôi nói anh, có nghĩa là những người mà họ người dân không ý thức được và họ yeah. bị tham tiền, anh tham tiền thì dẫn những người yeah. ngoại quốc vào đi đường biên đi này kia thì chính vì đó là lây nhiễm, hoặc là những người khác gì đó không biết mà bây giờ lây nhiễm gì cả, đang bùng phát trở lại. Nói chung là nói thì nói vậy chứ thực chất là so với các nước khác thì nằm quá nhỏ, có 150 người còn bên em thấy là toàn là triệu không à. Mà nói như vậy để hiểu rằng người yeah. dân mình không nên mất cảnh giác. Đúng rồi. Là tất cả mọi đúng người phải cùng nhau cùng xây dựng, cùng nhà nước đã cẩn trọng yeah. không nên đi tụ tập chỗ đông người yeah. Nói chung là Việt Nam mình mà nghe nói Việt Nam hiện giờ đang mua của Mỹ này 30 mấy triệu yeah. liều thuốc yeah. đấy nên vì đó cũng còn mong làm sao mà tai qua nạn khỏi của yeah. Việt Nam mình, bởi vì mình ở bên Mỹ mình mới chứng kiến cảnh chết chóc thì mình quá sợ yeah, yeah. rồi sau này rồi bây giờ Ấn Độ mới là khủng khiếp nữa anh thấy không? Trời, cái gì đó, rất là sợ. Còn mong cho người Việt mình là tai qua nạn khỏi và nhưng mà yeah. ý thức người dân mới là quan trọng. Cái ý đúng thức rồi. Người dân mới là quan trọng. Bởi vì đó, chính người đó tác nhân quan trọng nhất là người dân. Anh đừng ở đúng nhà, ai ở nhà đi, đừng đi đâu cả và tất cả mọi người phải cẩn thận trên vấn đề đúng đó. Rồi. Ok. Đúng rồi. À, anh nói chuyện bình dịch chứ. Mình coi lại mấy con số tuần vừa rồi thì đổi nói là giờ mình nói chuyện một cái phương diện rất là nhỏ nhá. À, Việt Nam là một quốc gia khan hiếm ạ, à, khan hiếm của thế giới ạ, à. Bảo hộ làm đường bảo hộ mang người dân họ ở nước ngoài đi về lại Việt Nam trong mùa dịch bệnh, một quốc gia khan hiếm nhá, không biết có bao nhiêu nhưng mà mình biết là một quốc gia mà nói hiếm, mà nó hiếm quý đi cho nó chăng là hiếm quý đúng rồi. Anh nói, không mình... chưa từng thấy không đúng có rồi. Ai một quốc gia nào giống Việt Nam cả là mở cái cầu hàng không ai con dân của họ đó đúng rồi là về là bảo hộ tức là chịu trách nhiệm mang về từ đó về Việt Nam tránh dịch nhá. Con số này là 80.000 người anh, rất là nhiều. À đây là cái kỳ vừa rồi 80.000 người rất là cao. Thằng Ấn Độ á yeah. ngay chặt xung pha vào ngay cho cái trung tâm dịch mà để cứu người yeah. về Việt Nam, mình thấy là quá yeah. tuyệt vời, mình thấy là quá sức luôn. Không yeah. có một quốc gia nào trên thế giới cha khan hiếm mình biết là khan hiếm mình... quý hiếm đi có, đúng rồi, đúng rồi. Không có quốc gia nào mà thì vì điều... chỗ đó yeah. nói lên cái điều gì tụi bay đừng bớt, tụi bay bớt xuyên tạc nha, tụi tao không nghe đâu, tụi bay bớt xuyên tạc đi. Ok ok rồi. Anh rồi vậy đó xin vui rồi còn nói vậy đó thôi chắc vậy thôi, mình chỉ mong mong, mong vậy rồi, okay. Mong bây giờ mong bạn già ngày nay vui vẻ, bữa nay cài cái gì mà okay, sinh nhật bác phải không, happy birthday bác phải không rồi okay. nấu một nồi cơm sóc răng rồi sóc răng ăn thử ok rồi chiều nhất, tối tôi bên này tôi nấu tôi sẽ khui một vài chai bia tôi uống tôi ngồi tôi nhâm nhi ok tôi bên này anh uống anh kêu tôi lúc đó tôi cho anh coi gạo. Uống online hả uống online rồi tôi cho okay. anh coi gạo sắp đang nóng xong nhá rồi ok, okay. cảm ơn okay. rất nhiều rồi yeah. bye rồi tất cả mọi người vui rất là vui à, Tuấn Khiêm chào Ngọc Sơn chào Nguyễn Thị Kim Phượng ok có ai muốn lên ngồi nói dốc chút xíu không đó thì cái nội dung hôm nay thì nói chuyện với anh Phượng thì cũng khá là đầy đủ cũng trơn rồi thì nói thông báo cho mọi người biết là ở Việt Nam hiện giờ là cái dịch nó đã xuất phát và ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng lác đác rồi đó thì nên cẩn trọng trên vấn đề đó, không coi thường được, không coi thường được. Ok, đó người nào muốn lên thì gửi yêu cầu chơi. Có ai lên thì gửi yêu cầu nha.
Rồi ok. Nếu không có ai lên nữa rồi tôi offline à. Ai lên không? À quên nữa, Tôn Khiêm. Tôn Khiêm. Chào Tôn Khiêm, Tôn Khiêm mày nhớ à. Mày nhớ ở trong cái căn cứ Lai Khê nó có một cái ấp kêu bằng ấp Lai Khê không Tôn Khiêm. Tao nhớ tao buồn cười quá, dù hôm nào để tao kể cái chuyện nó vui. Ở trong bộ tư lệnh sườn năm bộ binh của căn cứ Lai Khê nó có một cái ấp tên gọi là ấp Lai Khê, ở nằm phía hướng bắc, cổng bắc của cái căn cứ đó. Là bữa nào vui vui, bữa nào vui vui có nói chuyện cái vụ đó mới vui. Không ai lên phải không? Ok vậy thôi, chào mọi người nha, mọi người ngủ bình yên.